chân tay nè, chân cái tay này nào, con cái tay xinh mà. Với đầu Abi cả nhỉ? Mình nghĩ xem nào. Thôi mày làm cho công chúa Abi cái mũ nhé, cho Abi đội lên đầu cho nó xinh nhé, được không? Xem nào. Đi, mày con mình đi làm mũ đi. Cái này để làm mũ. Đây này, xinh chưa? Con thích màu gì nào? Đây là có màu tím này, màu xanh này. Để xem mấy màu nào. Ai muốn cả màu hồng này, Abi này. Từ cho mẹ đua đã. Thôi chưa. Đến đây nha. Đây. Mình đi lấy cái kéo nhé. Quá.
râu. Abi ơi, xem này, mũ này. Wow, nhiều màu sắc chưa, màu gì cũng có nhá, đẹp chưa? Cái này mà Abi đội lên đẹp lắm đấy. Này xem Abi này, đó, đẹp chưa này, đó. Abi ơi. Wow, xinh quá. À, cái này nào cho Abi đi ra ngoài chơi thì Abi đội vào cho nó đẹp nhá. À, mình đội lên cho Abi nhá. À, mình xem nào. Xem có xinh không nào. Xinh quá, úi xùi cái râu. Đẹp quá. Nè, ngồi đi mày đội cho. À, xem nào. Abi ơi, Abi. Abi ơi. Abi đội cái mũ này vào xinh quá.